góc nghiêng ấy, khi cười thì mình đỡ không bị trông nó hô chìa cái răng ra nên là rất tự tin. Răng em bị khớp khảnh với cả khớp cắn sâu, cả nó bị chìa một cái, mất thẩm mỹ của anh nên phải quyết định nhanh liền. Có cái răng của em khớp khảnh thì thứ nhất là nó mất thẩm mỹ, thứ hai ăn uống nó khó khăn trong việc vệ sinh, có vệ sinh với cả ăn nhai nhiều lúc cũng khó. Em thấy mặt mũi thay đổi khá nhiều, cái khuôn miệng của em trông bé hơn, với cả khoe mắt thứ mặt cũng em trông nhỏ hơn, với cả góc nghiêng ấy, khi cười thì mình đỡ không bị trông nó hô chìa cái răng ra nên là rất tự tin. Em tham khảo trên các mạng xã hội và thấy được khá nhiều người đánh giá là uy tín, với cả em có nghe người thân chia sẻ nên là em quyết định đến đây liền.